Ok, sao sai còn nghe này nãy dân mà thưa ca đi dụ hero bạn đập dụ bí đại hero này dân thưa ca đã đoạn không tận lại sam sập ram lá sam sập ram lá chỉ lại đại tài mà đó nè chân mà sân cạn này nè còn đi chạm ram cho mới được hero tận lại sam ram đấy ok nè có nè thưa ca chạm mà không phê ra giờ đồng bày thưa ca tinh nó hero này bạn hay ở đây là sầm khan mũi tiết cứ nè đó nè bà sân cạn này trên này YouTube nhóm đặc biệt hà nhà các bạn bị bốc mình thấy hero nó trộm ăn lụa tranh lụa dày anh ấy cần thì cả lượt nó một video bao nhóm đấy đồng bày nghe số lượng cho nằm có nè ok này đó nè hay bà chọn pha nhầm chui lộ hero ở sông mà giá công bạch mình chăm bạch pha password ic nhầm đấy miền này khác gặp pha mà nhầm và bạn đấy là bị chẳng ok chăng hero nè nhầm đừng thưa ca đạ lộ nó trong tần lại sam pram là nè ok là yên chui được mười đó nè hero tần lại sam pram nó miền ai thì mấy là ok đây chỉ ai thì hero tần lại sam pram bẹ các bạn muốn ở miền bộ tế ao mua được miếng bột thế, còn tay ở đây là sầm khăn những cái cứ cọt bàn chẹt calorie mà cù, đúng không? Tam phật tài sản bán mình bán sai nhầm khơi chẹt calorie mà cù đấy, hay chẹt calorie mà cù đấy, hiện tại nó hiện đang ngày bật với đôi chân mà cù nó học sập, đúng không? Mà cù phải học sập, còn tại đấy loại tài sản bán mà để thằng này chạm vào đó, ok, mưa hero đấy tất rồi là bài đá hay bán cái bàn muốn ao muốn hay ở bột, đấy hay tầm đứng bàn chẹt mà cù mình dường mình chạm bài bằng từ tình ấy cái môn lottery thì mày thôi cá đố nè ok chấm bốn sập hầu vẫn còn hạt hầu bảy chặt buồn phê phẩm bảy là bao phía đối tí mũi bảy sập bảy phía đối tí pi mà phải bốn lần phía đối tí bảy bảy phẩm bảy phía đối tí bốn cứ học sập phẩm mồi bập ba là bài pi hi đập phẩm bảy obs đập phẩm bảy bập áo là bài pi bập khao là bài pi được cái này cứ hi đập phẩm bảy obs đập phẩm bảy chẳng hề đối bập bài pi mà chốt nè chấm file là mình cứ file là mình và bấy để chia file là mình để dùng bạc bàn mọc pika đồ và bài chân lại kế ở thành mình thấy hay nâng ở OBS 30 hệ đó nên miễn rep pram pon buồn rồi chất sập buồn rep bẹp bạc bài cứ mà mơn buồn pon sai sập pram mùi chân dương có mặt tại mặt pon rep tiết thế hay thuộc phải to tớ ok các bạn do chán sẽ chạm đến tên nâng này thật phải to tớ cứ dương nâng tựa bàn rep mà mơn pram pon thôi mà point silver cặp phong miên buồn rồi kéo áo cái áo mà chốt bị chốt ok cả áo cái miên bay chốt đá chẳng em item cái phơ đây chỉ item tốt tốt hơn item cái phơ thế chẳng là bọn nào để trade bán kia trade yếu là bọn nào trade bán kia tục áo dưỡng ấy này này cạn nhưng mà kia tục áo nhưng mà kia đỏ thế cạn cạn bị bay sẽ lật nhá này ta lại sang pram nhưng mà kia tục cạn áo miên vị phí và mũi bạc tận ở tiết vì phi sớm xa ở chẳng mấy mình cả đôi dàn mũi giờ mà chạy mũi tiết mà đau lại đang dự trên về trình anh ấy miên ở những tham mà mơn chứ chẳng ở mơn màn cạt gỗ này màn sẽ bị buồn pram sẽ lạc này ấy pram rối ban mùi bảy bốn sợi lợn đấy, còn mới lợn lái nhà mọt con đấy, bà đấy chứ. Ok này tao nè, chẳng hero này thôi cả đã lộ không tài sản pram, chẳng ai thì mà tua hero này cứ ở đại bạch bón hay nâng cạt nó không đấy cứ nhầm nâng pram mà cha còn ở đại đội tranh thì chẳng hết nè, nâng này. Và phần nâng ai thì mà tao xong nhầm cơ thể về mình miền ấy sầm khăn chiêng nâng tiền thế hay vậy là sầm khăn chẳng cái cứ dựng bàn cạt gỗ, cho nên buôn pram thọc sợi lợn nâng hay dựng bàn chết cầu đi mà cú dương bàn muốn bập và pí hay cả áo cam mình buôn làm chốt đài chăng về mà em không cài thì dương lên nhé đây này ok này tao nói nhé chăng bảo sân trên này tao nói cái slang nên cha bảo làm cho mỗi hero wb đầm miên tần lại tâm tại sam sập tam là lá đấy để tao nói cái comment rồi có chat mà không phải ra giờ là bảy thuật ca tinh nào hero wb đi nhé đây này ok à con bye bye.